cho lớp mình ha. Thì bài tiếp theo thì mình sẽ dạy là bài cho các bạn. Thì bài này mình sẽ cố gắng nói ngắn gọn thôi, để còn nhóm mình về sớm ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nhắc lại là phần kỹ thuật. Đối với sơn phúc mạc thì lúc chọn đầu dò thì thường chúng ta sẽ chọn đầu dò cong có tần số là khoảng từ 3.5 đến 5 MHz. Nhưng mà đối với những cái tổn thương mà ở nông giống như là lát cái mặt thành sát thành bụng trước hoặc là cả sát cái hồi ăn của dịch ván thành sát thành bụng trước thì mình có thể đổi qua cái đầu dò thẳng với tần số cao hơn và cái độ phân giải tốt hơn để mình khảo sát những cái tổn thương ở nông. Còn về chuẩn bị tư thế bệnh nhân thì bệnh nhân cũng sẽ không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt và thường là sẽ ở tư thế nằm, nhưng mà đôi khi có thể thay đổi tư thế tùy vào cái mục đích khảo sát của mình, giống như là mình muốn khảo sát và dịch bán nó có thay đổi theo tư thế bệnh nhân hay không, hoặc là ở những bệnh nhân mà có ổ áp xe mà nó có mức khí dịch đó, thì khí ở phần phía trước của gần cái thành bụng nó sẽ tạo ra cái ảnh giả cho khí, nó sẽ hạn chế khảo sát những cấu trúc xung quanh, thì lúc đó mình có thể là thay đổi tư thế bệnh nhân hoặc là mình siêu âm từ phía sau hướng tới để tránh cái ảnh giả cho khí đó. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nhắc lại sơ sơ cái giải phẫu của phúc mạc. Thì phúc mạc là cái thâm mạc lớn nhất của cơ thể và trong đó thì sẽ bao gồm là phúc mạc thành ha. Phúc mạc thành nó sẽ bao quanh cái thành bụng, còn phúc mạc tạng nó sẽ bao quanh các tạng và dính chặt vào các tạng này, được coi là thâm mạc là một phần của tạng luôn, và nối giữa cái phúc mạc thành và phúc mạc tạng sẽ là các thành phần giống như là dây chằng, mảnh keo chẳng hạn. Và khoang phúc mạc là một cái khoang ảo nằm giữa cái lớp phúc mạc thành và phúc mạc tạng á. Rồi mình sẽ nhắc lại một số cái cấu trúc của phúc mạc. Thì mạc nối lớn nó sẽ đi từ bờ cổng lớn của dạ dày và chạy xuống dưới phủ trước các khoang ruột non, như phủ phía trên phủ các khoang ruột non. Mình cần nắm cái vị trí của mạc nối lớn, tại lát nữa qua cái phần bệnh lý á, những hình ảnh bánh mạc nối rồi thì mình cần phải nắm cái vị trí của mạc nối lớn là thường nó ở đâu. Thường là nó sẽ nằm ở phía trước các khoang ruột non và phía sau thành bụng. Rồi còn mạc nối nhỏ thì nó sẽ nối giữa gan và bờ con bé của dạ dày và tá tràng D1, và ở cái bờ tự do của mạc nối nhỏ sẽ có chứa được mạch cửa, động mạch gan, mỏ mạch chủ. Còn mạch treo đàn kề ngang thì nó sẽ phân chia sang phúc mạc thành hai tầng là tầng trên và tầng dưới của mạch treo. Còn rễ mạch treo ruột non sẽ đi chéo từ góc tá hõm tràng và đi xuống góc hồi manh tràng và phân chia cái tầng dưới mạch treo đại tràng thành hai khoang là khoang bên phải và khoang bên trái, và trong đó thì khoang bên phải nó nhỏ hơn còn khoang bên trái thì nó lớn hơn. Rồi còn cái tầng trên của mạc treo đại tràng ngang thì sẽ được chia thành hai khu bởi dây chằng lì. Còn hồi nãy thì mình có nói cái mạc nối nhỏ đó, thì ở đây mình rồi ở cái tầng trên mạc treo đại tràng ngang thì sẽ có một cái cấu trúc nó gọi là túi mạc nối. Túi này sẽ nằm phân cách có dạ dày ở phía trước và có tủy ở phía sau, và nó sẽ thông thương với phúc mạc qua cái theo Winslow đây nha. Rồi sau khi nhắc cái phần giải phẫu của phúc mạc thì mình sẽ học qua phần các bệnh lý của phúc mạc. Đầu tiên là các bệnh lý viêm nhiễm thì và bán bụng. Thì cái dịch tích tụ trong sau phúc mạc thì sẽ được gọi là dịch bán, và dịch bán này á, nó có thể là dịch thấm, dịch tiết hoặc có thể là máu, là mủ. Do đó cái hình ảnh siêu âm của dịch bán nó sẽ rất là đa dạng và nó sẽ thay đổi tùy theo cái tính chất dịch. Nếu mà dịch này là dịch thấm thì nó sẽ có tính chất tương đương với cái dịch sinh lý trong cơ thể, giống như là mật ở trong túi mật rồi nước tiểu ở trong bàng quang. Thì dịch thấm nó sẽ có tính chất như thế nào? Nó sẽ là phản âm trong, không có bắt, không có hồi âm, không có cặn âm gì hết. Còn nếu mà dịch đó là dịch nhiễm trùng thì như thế nào? Thì thường là sẽ có dịch, nó sẽ có hồi âm lợn cợn hoặc là hồi âm miệng, hoặc là nó ở đây thì mình sẽ thấy là dịch này dịch máu rồi có cũng có đông ở bên trong ha. Dịch máu thì thường nó sẽ có phản âm dài, và cái phản âm này sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái thời gian hình thành của cái máu đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ phân biệt là dịch tự do hay là dịch khu trú. Thì ở đây mình sẽ thấy là
đây là dịch tự do ở một bệnh nhân là có xơ gan. Như vậy dịch tự do thì nó sẽ có tính chất như thế nào? Thì thường á, dịch nó sẽ có xu hướng là lấp đầy các khoang phúc mạc và nó sẽ bao quanh cái đường vì vờ của các tạng này ha. Và do tính chất của nó là dịch tự do thì khi mà bệnh nhân thay đổi tư thế thì dịch này nó cũng sẽ thay đổi. Và khi mà mình đặt một cái lực lên cái đầu dò thì dịch ở phía dưới cái đầu dò nó sẽ có xu hướng là bị dồn qua những chỗ khác. Còn đối với cái bên đây là dịch bán khu trú thì tính chất của nó là thường trong khu mà có giới hạn riêng. Giới hạn này sẽ hình thành nên từ các cái tổ chức bách hóa kèm quá trình dính với các cấu trúc lân cận. Và đương nhiên thì đây là ổ dịch khu trú thì nó sẽ không thay đổi khi mà mình ấn đầu dò hay là bệnh nhân thay đổi tư thế. Rồi tiếp theo thì mình sẽ phải nắm cái hướng di chuyển của dịch trong sâu phúc mạc để mình biết được ví dụ mà nếu mà cái dịch này nó được ít thì thường nó sẽ đọng ở đâu. Như vậy thì bình thường theo trọng lực thì dịch chảy nó sẽ đọng theo các nếp phúc mạc, mà ở phần thấp thì nó sẽ là đọng theo cái nếp mạc treo ruột ở quanh cái vùng hòm anh tràng và để mạc treo lại tràng đầu hông, và từ đó dịch nó sẽ tràn xuống cái cuối cùng đun quang. Và ở tư thế nằm và theo cái sự hít thở của bệnh nhân thì dịch ở vùng chậu nó sẽ xu hướng và sẽ chảy lên cái rãnh đại tràng hai bên. Và ở bên phải thì dịch ở rãnh đại tràng phải nó sẽ xu hướng là chảy lên cái cắt gan thận và cái vùng dưới hoành bên phải. Còn đối với vùng bên trái thì rãnh dịch ở rãnh đại tràng bên trái khi mà chảy lên đây thì nó sẽ bị chặn bởi cái dây chằng hoành lách, nên là mình sẽ ít khi thấy mà tụ dịch ở dưới hoành bên trái ha. Rồi như vậy á, khi mà mình đã nắm được cái hướng di chuyển của dịch ở trong sâu phúc mạc rồi thì mình sẽ thấy là thường hai vị trí mà dịch thường lại động lại nhất ở và tư thế bệnh nhân nằm á là cuối cùng đục la và ngắt gan thận, hay mình còn gọi là ngắt Morrison. Nên đối với những bệnh nhân mà có tụ dịch đường ít mà mình có bạn nào đóng cái cửa này mình đây. Thì khi mà bệnh nhân nằm thì hai vị trí thấp nhất mà dịch thường nằm lại sẽ là cuối cùng đục la và các gan thận, hay còn gọi là ngắt Morrison ha. Nên khi mà ở bệnh nhân mà có tụ dịch đường ít thì mình cần phải chú ý hai vị trí này để phát hiện cái dịch. Rồi như ở slide trước mình đã trình bày thì dịch ở trong ổ bụng nó sẽ di chuyển và nó sẽ thông thương với nhau. Như vậy thì khoang bụng và vùng chậu là hai khoang thông thương với nhau về giải phẫu. Nên khi mà đánh giá dịch bụng trong các trường hợp mà đau bụng cấp á, thì mình lại phải khảo sát ổ bụng ở cả tầng trên và tầng dưới của mạc treo đại tràng ngang. Tại vì một lượng dịch nhỏ ở cuối cùng đục la cũng có thể có nguyên nhân là từ các tổn thương ở tầng trên mạc treo đại tràng ngang, giống như là có thể là u gan vỡ hoặc là lắc lách chẳng hạn. Rồi một cái tụ dịch ở các ngắt gan thận hay là ngắt Morrison ấy là thì cũng có thể là có nguyên nhân là từ tổn thương ở tầng dưới mạc treo đại tràng ngang, giống như là thay ngoài tử cung vỡ chẳng hạn. Rồi tiếp theo là bệnh lý áp xe trong sâu phúc mạc ha. Thì nguyên nhân thường gặp nhất của áp xe trong sâu phúc mạc sẽ là áp xe tùng lưu sau phẫu thuật, và nguyên nhân tiếp theo là do biến chứng viêm nhiễm các tạng và thủng đường tiêu hóa. Như vậy thì đối với siêu âm áp xe, tìm áp xe sau khi mà bệnh nhân phẫu thuật thì mình cần phải tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn ở trên những bệnh nhân này. Và đối với những bệnh nhân mà sau phẫu thuật thì việc khai thác cái dữ liệu về tiền sử cũng như là tường trình phẫu thuật của bệnh nhân sẽ giúp mình thu trú cái phạm vi của áp xe, chẳng hạn giống như là hậu phẫu của một cơ quan ở tầng trên mạc treo đại tràng ngang đi, thì cái ổ áp xe thường gặp nhất sẽ ở vùng dưới hoành bên phải hoặc là ở ngắt Morrison. Còn đối với các phẫu thuật mà ở tầng dưới mạc treo đại tràng ngang thì cái vị trí mà thường gặp vị trí áp xe thường gặp nhất sẽ là cuối cùng đục la. Nhưng mà như vậy thì cái điều kiện tình sử với lại cái tường trình phẫu thuật chỉ giúp mình khu trú lại cái phạm vi thôi, nhưng mà
lúc nào mình cũng phải khảo sát toàn bộ bụng hết, tại vì ổ áp xe có thể xuất hiện ở nhiều vị trí cùng một lúc và có thể là nó sẽ không gặp ở những vị trí thường gặp như là các gan thận và túi cùng đục la hoặc là ở phần dưới hành phải giống như mình hồi đã đề cập ha. Còn hình dạng bên ngoài của áp xe nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào cái vị trí mà ổ áp xe này được hình thành. Rồi, cấu trúc bên trong áp xe thì thường nó sẽ là dịch không đồng nhất với hồi âm lận cận. Và đôi khi nó sẽ có lắng động tạo thành lớp hoặc là cặn lắng. Còn ở trên hình này là mình sẽ thấy là một cái ổ áp xe ở vùng dưới hoành phải và đang được chọc dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm ha. Mình thấy cái kiểu này. Rồi, bên trong ổ áp xe thì có thể có khí. Và khí này thì nó có thể sẽ tập trung ở phần cao của áp xe hoặc là sẽ phân bố rải rác lưng chừng trong ổ áp xe. Như ở phần đầu bài mình có nói á, thì trong trường hợp mà khí nó tích tụ ở phần cao của áp xe thì khi bệnh nhân nằm ngửa thì khí này nó sẽ tạo ảnh giả là mình khó khảo sát được cái thành phần dịch ở phía sau cái khí này. Như vậy thì mình sẽ phải thay đổi cái hướng của đầu dò hoặc là cái hướng mặt cặp của mình chẳng hạn. Giống như là khí nó nằm ở phần cao gần thành bụng trước thì mình có thể thay đổi là mình tiếp cận theo hướng từ phía sau hoặc là phía bên hông sau mặt phẳng vành. Và khi mà cái khí nó nằm sát thành bụng trước như vậy nè, nó mà mình siêu âm không có kỹ á thì mình có thể sót và nhầm lẫn cái này là khí ở trong một quai ruột bình thường. Như vậy làm sao để tránh cái sai sót này? Thì đối với cái quai ruột bình thường thì khi bạn khảo sát mình phải thấy cái cấu trúc của cái quai ruột ở phía trước của cái khí này. Và ngoài ra thì mình sẽ thấy là cái sự liên tục của cái quai ruột với các quai ruột ở phía trên và phía dưới. Còn đối với cái ổ áp xe thì cái thành của nó sẽ được tạo nên bởi mô tổ chức viêm xung quanh. Nó sẽ là một cái phản âm dày, phản âm tăng âm chứ không có cấu trúc dạng lớn giống như thành các quai ruột. Rồi, còn trong trường hợp mà khí nó phân bố rải rác lưng chừng trong ổ áp xe thì mình sẽ thấy hình ảnh là các nốt âm dày và có ảnh giải ở phía sau. Rồi, tiếp theo đối với bệnh lý lao phúc mạc á, thì hiện giờ thì các chuyên văn đề cập đến cái dấu hiệu của lao phúc mạc nó không có nhiều và các dấu hiệu của lao phúc mạc giống như là bán bụng nè hay là bán mạch nối thì nó không có đặc hiệu cho bệnh lý này. Giống như là hình ảnh bán mạch nối thì nó còn có thể ra chậm trong carcinomatosis hoặc là mesothelioma. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua cái phần các tổn thương hiện nay của khoang phúc mạc. Thì phần lớn các tổn thương hiện nay trong khoang phúc mạc thì nó có các dấu hiệu trên siêu âm nó sẽ không có đặc hiệu và việc chẩn đoán các tổn thương hiện nay này cần phải kết hợp chặt chẽ giữa các dấu hiệu trên siêu âm và kết hợp với lâm sàng hoặc là cận lâm sàng khác hoặc là các kỹ thuật hình ảnh khác. Đầu tiên thì mình sẽ học là nephangioma. Hình ảnh của nephangioma điển hình ở trên siêu âm nó sẽ là một cái khối dạng nang và thành nó mỏng, bên trong sẽ có vách để sẽ chia cái khối dạng nang này thành nhiều phì và phản âm bên trong. Đây mình thấy phản âm bên trong này, phản âm bên trong của nephangioma nó sẽ thay đổi từ phản âm trống cho đến phản âm kém và có hồi âm bên trong. Và một cái đặc điểm của cái nephangioma này giúp mình phân biệt với những cái tổn thương khác đó, là cái áp lực ở bên trong cái nephangioma này nó không lớn, nên cái tổn thương này thường nó sẽ len lỏi bao quanh các cấu trúc xung quanh và nó sẽ ít có hiệu ứng khối hơn là mấy cái tổn thương hiện nay khác. Hình ảnh của nephangioma khác thì mình có thể thấy là hình dạng của nó sẽ len lỏi ở giữa cái khoang của các tạng. Đây trên hình ảnh CT thì mình sẽ không thấy là nó tải lệch các cấu trúc xung quanh mà cái thành của nó sẽ được học bởi mấy cái đường bọt của các tạng xung quanh ha.
Rồi tiếp theo một cái tổn thương diện nang của sỏi phúc mạc khác là nang ruột đôi. Thì đối với nang ruột đôi thì mình cần phải có ba đặc điểm để chẩn đoán. Thứ nhất là lớp biểu mô của nang ruột đôi này phải là có chứa niêm mạc của đường tiêu hóa. Thứ hai là cái nang này phải được bao bên ngoài bởi một lớp cơ rơm và cái nang này phải gắn chặt với ống tiêu hóa. Thì ở đây mình sẽ thấy nè, đây là một cái nang ruột đôi thì nó sẽ gắn chặt với cái ống tiêu hóa tiếp cận, và khi mà cắt ra thì ở thành nang này sẽ có cái lớp biểu mô ở bên trong cùng, và lớp biểu mô này nó sẽ chứa niêm mạc của đường tiêu hóa và ở bên ngoài sẽ có lớp cơ rơm của ống tiêu hóa. Rồi còn trên siêu âm thì nang ruột đôi nó sẽ có những đặc điểm như thế nào? Thì đây là khối dạng nang với thành giới hạn rõ và lớp trong cùng của nó mình sẽ thấy là một cái lớp phản âm dày. Cái lớp phản âm dày này được tạo ra là cái mặt phẳng phân cách giữa cái lớp dịch bên trong và cái lớp niêm mạc, và bên ngoài cái lớp phản âm dày này là một cái lớp phản âm kém. Đây là cái lớp cơ trơn ha, và dịch ở bên trong của cái nang ruột đôi nó sẽ thay đổi là từ trắng cho đến có hồi âm, tùy là cái nang này nó có biến chứng như là xuất huyết hay là bồi nhiễm gì hay không. Rồi ở đây là cái nang ruột đôi với cái tính chất điển hình á, ở bên trong là một cái lớp phản âm dày, ở bên ngoài là một cái lớp phản âm kém. Rồi đối với các tổn thương nhện nang ở trong sỏi phúc mạc thì mình cần phải chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất á, là với một cái quai ruột mất trương lực. Thì đối với cái quai ruột mất trương lực này nó sẽ thường là khá là thường gặp ở giai đoạn nhất là hậu phẫu. Thì nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc diện dịch ở trên siêu âm mà mình có thể ra. Nếu mà mình làm không quen mình có thể thấy là quai ruột giãn đó, mình có thể nhầm lẫn một cái tổn thương diện nang. Như vậy thì cũng dễ phân biệt với lại cái hồi nãy mình có nói ở phần mà áp xe đó. Thì một cái quai ruột mà nó giãn thì nó sẽ có cái thành ruột bao quanh, và cái thành ruột này nó sẽ có cấu trúc lớp. Còn cái tổn thương nhện nang nãy giờ thì mấy cái thành nó sẽ không có cấu trúc lớp giống như quai ruột ha. Tiếp theo đó là phân biệt cái quai ruột này nó sẽ có sự liên tục với ống tiêu hóa ở đầu trên và đầu dưới. Rồi một cái chẩn đoán phân biệt nữa đó là túi thừa bàng quang. Cái chẩn đoán phân biệt này thì mình sẽ thấy rõ khi mà cái túi thừa này nó không có bàng quang. Và cuối cùng là nang điệu rốn. Thì ống điệu rốn ở người trưởng thành nó sẽ phát triển thành dây chằng điệu rốn. Nhưng mà trong những trường hợp mà nó phát triển không hết thì nó có thể tạo thành nang điệu rốn hoặc là túi thừa bàng quang hoặc là xoang điệu rốn v.v. Thì đối với cái trường hợp mà nó phát triển mà tạo thành nang điệu rốn thì lúc đó mình sẽ phải phân biệt với một tổn thương diện nang trong phúc mạc. Thì cái nang điệu rốn này nó sẽ có đặc điểm điển hình là nằm trên đường đi của dây chằng điệu rốn và nối giữa rốn và đáy bàng quang. Rồi và bây giờ là phần cuối cùng của bài hôm nay. Các u tâm sinh của phúc mạc. Đầu tiên thì là lymphoma. Thì đây là u ác tính nguyên phát thường gặp nhất của mạc reo. Và hình ảnh điển hình của lymphoma thì mình sẽ thấy là có những cái hạch to và có phải, nếu mà những ở những bệnh nhân lymphoma chưa điều trị thì hạch này thường nó sẽ có phản âm kém và đồng nhất. Còn đối với những bệnh nhân đã điều trị rồi thì cái phản âm của hạch nó sẽ thay đổi và có thể có phản âm dày hoặc là có vân hóa bên trong chẳng hạn. Còn nếu mà bệnh nhân chưa điều trị thì hạch thường sẽ có phản âm kém và đồng nhất. Và cái hạch này nó thường sẽ bao quanh các bó mạch thông tạng, bó mạch mạch treo đèn trên hoặc là nó nằm ở vùng cửa gan. Và cái hạch này thường nó sẽ dính chùm vào bao quanh mạch máu, như vậy thì sẽ tạo thành cái dấu hiệu gọi là sandwich. Điển hình cho, khá là điển hình cho cái lymphoma này ha. Đây ha, đây là minh họa, đây là mấy cái hạch ở xung quanh cái bó mạch mạch treo đèn trên tạo thành cái sandwich size. Đây là hạch nè, cái này ở giữa là đường đi của bó mạch mạch treo đèn trên. Rồi cũng là dấu hiệu sandwich size thì có mạch máu ở giữa nè, cái hạch to phản âm kém và có hầm nhấp ở bao xung quanh cái đường đi của mạch máu. Còn ở đây trên hình CT thì mình sẽ thấy rõ này. Đây là tầm mặt mặt treo đèn trên và đây là các hạch lớn bao quanh cái bó mạch này. Rồi tiếp theo là mesothelioma. Thì đây là ung thư mô liên kết phát từ thanh mạc, và con bệnh lý này sẽ liên quan chặt chẽ với bệnh bụi phổi do
anh nha, thì bệnh này sẽ thường xảy ra ở màng phổi nhiều hơn là xảy ra ở phúc mạc. Và khi mà nó xảy ra ở phúc mạc thì nó sẽ có hiện tượng dày lên của cái bánh mạch nối. Thì hồi nãy thì mình có nói cái mạch nối lớn nó sẽ phủ phía trước cái qua ruột non và nằm phía sau thành bụng. Như vậy thì cái hình ảnh của bánh mạch nối nó sẽ có mặt trước của nó đi theo bờ của xoang bụng này, còn mặt sau là nằm phía trước của cái qua ruột non. Tuy nhiên á, thì hồi nãy mình cũng nói rồi, cái dấu hiệu bánh mạch nối này nó không đặc hiệu cho một bệnh lý nào hết, mà có thể gặp ở trong đông phúc mạc này, mesothelioma hoặc là carcinomatosis. Và đối với bệnh lý mesothelioma thì cũng có thể có dịch tán, và dịch tán thường là lực nhiễm. Rồi tiếp theo là một bệnh lý mình khá là thường gặp ở trên lâm sàng ha, đó là carcinomatosis. Đây là tình trạng di căn của xoang phúc mạc và mạch treo từ nhiều nguồn khác nhau, và hai nguồn thường gặp nhất sẽ là carcinoma buồng trứng và carcinoma của ống tiêu hóa. Và các cơ chế mà đang kẹt trong ổ bụng của carcinomatosis sẽ là từ đường mạch treo ruột, đường gieo rắc trong xoang phúc mạc và đường máu và bạch huyết. Rồi như vậy á, carcinomatosis nó sẽ là có thể có hình ảnh bánh mạch nối, hồi nãy mình cũng có nói rồi ha, ta hình ảnh bánh mạch nối. Nhưng mà ở bệnh nhân này thì mình sẽ thấy rõ cái bánh mạch nối hơn, tại vì ở xung quanh là mình thấy có dịch nè, và âm nóng của cái dịch là và phản âm dày của cái bánh mạch nối, nên ở đây thì mình sẽ thấy rõ cái ranh giới bánh mạch nối hơn. Rồi còn đây là trên CT mình sẽ thấy là ở giữa là bánh mạch nối, ở xung quanh cho là cái dịch tán. Rồi trong bệnh lý carcinomatosis thì mô u nó có thể làm tổ ở lá phúc mạch bản, lá phúc mạch thành. Và khi mà nó làm tổ ở trên các lá phúc mạch như vậy á, thì nếu mà có dịch bán thì mình sẽ dễ thấy được các nốt này hơn. Đây ha, đây là dày nhẹ nốt của lá phúc mạch thành ở thành bụng bơm. Thì cái nốt này có tương phản rất là rõ với cái dịch bán phản âm trống ở kế bên. Nếu mà ở bệnh nhân này mà mình không có cái dịch tán này thì rất là khó để phát hiện mấy cái nốt rất là nhỏ ở trên lá phúc mạc thành ở thành bụng trước, thành bụng bên ha. Đây, ở bên đây cũng vậy, mình thấy là có cái dày lên những nốt ở lá phúc mạc thành ở thành bụng trước và ở phía dưới là cái dịch tán. Còn ở bên đây thì mình sẽ thấy là dày cái lá phúc mạc tạng bao quanh các qua ruột non. Mình sẽ thấy nè. Đây, còn ở dưới đây là các qua ruột nè. Nếu mà ở bệnh nhân này nó không có dịch tán thì cái phản âm dày của cái lá phúc mạc tạng nó nằm sát ở bụng trước và nó không có tương phản rõ như vậy, thì mình sẽ rất là khó để phát hiện mấy cái nốt nhỏ như vậy. Đây đây. Rồi. Và cuối cùng là bệnh lý u giãn nhầy phúc mạc ha. Thì bệnh lý này là do sự gieo rắc của carcinoma tuyến nhầy vào xoang phúc mạc. Hầu hết thì các trường hợp nguyên nhân gây ra bệnh lý này á, là xuất phát từ các adenocarcinoma tuyến nhầy của buồng trứng, ruột thừa hoặc là của đại tràng trực tràng. Tuy nhiên là đối với những ô tân sinh lành tính của buồng trứng và ruột thừa thì cũng có thể gây ra bệnh lý này. Và hình ảnh siêu âm của bệnh lý này khá là điển hình, thì mình sẽ thấy là dịch nó có hồi âm, phản ánh cái bản chất dịch nhầy. Và ngoài ra thì sẽ có tình trạng là bách hóa và ống lõm bề mặt các bạn. Đây, mình thấy là nó ống lõm cái bề mặt gan ha. Ở trên CT mình cũng thấy rõ là cái khối này nó sẽ, lớp dịch này nó sẽ có bách hóa và nó sẽ ống lõm cái bề mặt gan. Và ngoài ra thì có thể có vôi hóa các cái mắt nè. Nên cái bệnh lý này là khá là điển hình. Và cái dấu hiệu ống lõm này người ta còn gọi là dấu hiệu vỏ sò. Rồi cái bài xoang phúc mạc của mình á thì diễn ngắn vậy thôi. Nên mấy bạn nãy giờ nói cũng hơi nhanh để mấy bạn hưởng sớm á, các bạn có thắc mắc gì không?